xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay em xin phép là lên giới thiệu với tất cả các bác nhà mình một mã máy mài phải nói là cực kỳ chất lượng mà giá cả thì quá là hợp lý luôn anh em nha. Một mã máy mài hàng công ty, hàng chính hãng, hàng của Dectone. Và thương hiệu Dectone thì anh em nghe nói rồi là trải nghiệm rất là nhiều luôn rồi. Trước mắt anh em đây là con mã máy mài của Dectone này. Em có hai loại công tắc để cho tất cả anh em nhà mình, các bác có thể lựa chọn được luôn cho em nha. Bảo hành thì đầy đủ 6 tháng luôn. Đây, số rụt của máy. Ok, anh em cùng em xem luôn các bác ơi. Bác nào đang cần một con máy, thứ nhất là hàng chất lượng, thứ hai anh em có thể là sử dụng được nhiều, anh em làm bền, thì anh em có thể chuyển luôn mã này cho em. Đầu tiên anh em ơi, các bác cùng lên cho em là con mã máy mài của Dectone. Công suất con này là 900W luôn anh em nha. Mã là DKAG900S. Anh em nào các bác cắt nhiều thì các bác có thể lựa chọn cho em dòng công tắc trượt đẩy như này. Dòng công tắc trượt đẩy phải nói là cực kỳ an toàn luôn anh em nha. Logo Dectone này thì logo là logo dập nổi luôn cho em. Con này đặc biệt luôn này, sử dụng là bi NSK anh em nha. Healthy Duty, công việc nặng nhọc nhất các bác cứ chuyển mã này cho em. Một mã máy mài chính hãng công ty, bảo hành 6 tháng cho anh em mà giá thì quá là bèo bọt luôn các bác ạ. Em đã khui hẳn rô ruột của máy ra cho tất cả các bác nhà mình luôn rồi. Rô của máy này được quấn đồng 100% này, được quấn chỉ cực kỳ chắc chắn luôn anh em nha. Stator của máy này quấn đồng và được đổ keo hai thành phần cực kỳ chắc chắn luôn. Mã sản phẩm như thế này, các bác nào mà cắt nhiều mài nhiều ok, anh em đi làm thợ thuyền bao chinh chiến công trình luôn giúp em. Còn nếu mà các bác làm gia đình phải nói là cực kỳ là ngon luôn các bác ạ. Phải nói là một sản phẩm rất là tuyệt vời mà giá chỉ có 590k thôi các bác nha. Em sẽ gắn thử vô nguồn điện, em cho các bác nhà mình nghe luôn tiếng máy, xem luôn là máy sản của là máy chạy như thế nào các bác ạ. Đây này, ok luôn cho em này. Phải nói là ngon, khỏe, chất lượng, xài ok, thoải mái mà không sợ bị nóng tay luôn anh em ơi. Rồi, anh em cắt bô tư thoải mái giúp em. Một mã máy mài chất lượng thế này, giá có 590.000 thôi. Thích công tắc trượt các bác có thể lên công tắc trượt luôn cho em nha. Ngoài ra thì nếu mà anh em nào không thích công tắc trượt đẩy thì em bên em có luôn cho tất cả các bác nhà mình một mã máy mài công tắc là công tắc bóp, công tắc là công tắc gạt ở đuôi luôn anh em nha. Máy mài của Dectone, công tắc là công tắc đuôi chuột luôn cho em. Cũng có đầy đủ cho anh em nhà mình các cái đồ quà tặng luôn. Đây, con này phải nói là nhìn các bác ơi, nhìn là hàng Dectone nó nhìn nó khôn, nhìn nó đẹp, nhìn nó xịn sò như này cơ mà. Logo Dectone dập nổi, hàng chính hãng thì mới là logo dập nổi anh em nha. Bi sử dụng thì bi là bi NSK luôn rồi. Con này các bác gạt ở phía đuôi này, ok này, anh em nhìn em này. Lưỡi thì đây là lưỡi một tấc luôn anh em nha, lưỡi là lưỡi một tấc luôn. Nên là nếu mà các bác nào mà anh em là đang cần những con máy phổ thông thế này, có thể chuyển luôn hàng công trình luôn anh em nha. Hàng để các bác đi làm công trình bao không sợ nóng luôn. Đặc biệt luôn rô ruột của máy nhìn đã đủ biết là hàng xịn sò như thế nào luôn rồi. Đây, rô to của máy anh em ơi, được quấn đồng và được quấn chỉ chắc chắn như thế này cơ mà. Bạc đạn chống rung luôn anh em nha. Stator của máy cũng được đổ keo hai thành phần này, quấn đồng và đổ keo hai thành phần. Chỉ những con máy hàng xịn sò họ mới làm, kỹ họ mới làm chất lượng đến như thế. Đặc biệt luôn, nhìn cái phụ kiện đi theo của máy đã đủ đánh giá được con máy nó như thế nào luôn rồi. Một mã máy mài mà có những cái quà tặng các bác ơi. Đây, có cái dụng cụ chắn lưỡi này, nó xịn như thế này cơ mà. Tay cầm phụ rồi lại có cả tay mở lưỡi. Đặc biệt luôn, Dectone thì luôn luôn tặng anh em nhà mình là một đôi chổi than như này. Một đôi chổi than để các bác nhà mình dự phòng, nói chung là hết than em có thể thay than luôn cho em nha. Công tắc gạt ở đuôi thì cũng giá tới tay các bác bèo bỏ thôi, 590.000 luôn cho em. Chỉ 590.000 là anh em đã được sở hữu một con máy hàng chất lượng, hàng công ty và bảo hành 6 tháng cho tất cả các bác nhà mình luôn rồi. Phụ kiện thì đầy đủ luôn cho anh em. Máy thì máy mới 100% luôn anh em nha. Nếu mà các bác nào thích công tắc trượt có thể lựa chọn công tắc trượt, thích công tắc gạt ở đuôi có thể lựa chọn công tắc gạt ở đuôi luôn cho em. Công suất thì đều là 900W luôn cho em. Con này là mã là 900S và con này là mã 900B cho em các bác ạ. Công suất khá là lớn, máy chạy vô tư thoải mái đi làm công trình luôn.
Và đặc biệt này, ngoài ra này, ngoài ra anh em dùng máy mài mà các bác muốn gọi là có thể cưa gỗ được luôn, tiện dụng đa di năng, anh em có thể lên luôn cho em một cái đĩa xích tròn như này. Em có đĩa xích tròn và em có cả lam xích dài cho tất cả các bác nhà mình luôn. Đĩa xích tròn loại 22 ra anh em nhá, gắn máy mài lưỡi một tấc, chuyển máy mài thành phay phá gỗ đa năng như trên hình các bác có thể nhìn thế này. Mà thì quá là rẻ luôn anh em ơi, có 70k một cái đĩa thế này thôi. Rồi là anh em muốn cắt được cái diện tích nó lớn hơn, các bác có thể lên cho em là cái lam xích dài. Lam xích dài như này, nhìn hình các bác biết rồi. Đây, con này lam xích dài lên đấy là 34cm anh em nhá. Cái lam của nó dài 34 phân luôn. Xích này rất là ngon. Đầy đủ dụng cụ chắn mỏ thế này luôn anh em ạ. Chà dầu là chà dầu tự động luôn, đầy đủ cho các bác. Mà cái bộ lam xích thì chỉ có 180.000, là bên em bao phí vận chuyển rồi. Phụ kiện ngon thế này, máy móc ngon. Ví dụ anh em nào mà đã có máy mài rồi, có thể lên cho em những cái phụ kiện rất là cần thiết với dòng máy mài rồi. Còn nếu anh em mà chưa có thì có thể sắm máy mài hàng chất lượng, có thể sắm những cái phụ kiện chất lượng tới tay các bác nhà mình luôn ra. Ngoài ra này, ngoài ra thì ngày hôm nay bên em cũng về được một lô mã máy mài hàng công ty, hàng chính hãng, hàng công tắc bóp cò mà giá phải nói là siêu siêu rẻ luôn anh em nha. Trước mắt các bác đây là con máy mài của Seikyo anh em ơi. Công tắc là công tắc bóp cò, nên các bác mà tay to tay nhỏ anh em có thể sử dụng được hết luôn cho em. Dòng này nó là Japan Technology, công nghệ là công nghệ Nhật Bản luôn anh em ạ. Lưỡi là lưỡi một tấc rồi, một tự động 100%. Đây, công suất của nó là 950W và vòng tua là 11.000 vòng một phút luôn cho em. Giá đang được sale rất là rẻ thôi các bác ạ. Có đầy đủ anh em ơi, nhìn giúp em này. Nhìn giúp em cái rô ruột của máy, quấn đồng quá là lớn này. Đây còn có gọi là quấn chỉ chắc chắn này, bạc đạn chống rung. Rồi stator của máy anh em ơi. Đây, quấn đồng và được đổ keo hai thành phần phải nói là rất là ngon luôn. Một mã máy mài công tắc bóp cò như thế này, giá thì phải nói là bao thị trường luôn cho anh em luôn nha. Con này chỉ có 450.000. Anh em sở hữu luôn cho em một mã máy mài công tắc bóp cò, hàng chính hãng, hàng công ty, bảo hành 6 tháng mà xô ruột của máy phải nói là bao ngon luôn. Anh em nhìn giúp em này, hàng chất lượng thì họ mới làm kỹ đến như vậy các bác ạ. Nên là nếu mà anh em có nhu cầu với mã máy mài của Lectom, công tắc trượt rồi công tắc đuôi, hay là anh em có nhu cầu với một mã máy mài công tắc bóp cò, hoặc các bác có nhu cầu cái phụ kiện như là cái phay phá gỗ đấy, đĩa xích tròn hoặc lam xích dài, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ngày hôm nay thì sản phẩm phải nói là rất là chất lượng mà giá thì khá là hợp lý luôn. Nên là anh em tầm này các bác có nhu cầu, các bác có thể alo trực tiếp cho bên em. Tất cả các đầu số bên em thì đã để trên màn hình rồi anh em nha. Đó là 0929 này, 826628 hoặc 0982 826628. Cửa hàng nhà em ở tại Lý Nhân, Hà Nam. Nên là nếu mà anh em nào ở gần thì các bác có thể qua trực tiếp để có thể trải nghiệm sản phẩm anh em nha. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả anh em ạ.